Hoa đu đủ đực, bài thuốc quý chống lại các bệnh mãn tính như ung thư, xơ vữa động mạch, đau đầu, mất ngủ, đau dạ dày. Hoa đu đủ đực được sử dụng nhiều trong dân gian để trị các bệnh như ho, dung sáng, sỏi thận, ung thư, đái rắc. Vị thuốc này có đặc điểm, tác dụng và cách dùng như thế nào để mang lại hiệu quả? Mời quý vị theo dõi clip sau đây để hiểu rõ hơn. Những thông tin về cây đu đủ đực. Tên gọi khác của cây đu đủ, cà lào, phan qua thụ. Tên khoa học, Carica papaea L, họ đu đủ, Carica. Cây thuộc nhóm thực vật đa tính bởi nó có cả cây đực, cây cái và cả cây lưỡng tính. Đặc điểm thực vật. Hoa đu đủ đực là một bộ phận của cây đu đủ đực. Trong tự nhiên, loài cây này có những đặc điểm nhận dạng như sau. Là cây lưỡng tính, có thể là cây đực hoặc cây cái sau khi phát triển lên. Cây cao từ 1 đến 3 phút, có duy nhất một ngọn mọc thẳng đứng. Nếu bị gãy, ngọn chính sẽ sinh ra thêm 2,3 ngọn khác. Lá phiến dài, có 5, 7 thùy, hình chân vịt, cuốn dài. Đu đủ đực thường ít quả, nếu có thì quả nhỏ. Hạt ngâm trong nước sẽ nổi lên, có màu trắng nhạt. Rễ cọc, mọc sâu vào trong đất. Hoa, bông đu đủ đực, màu trắng, đài nhỏ và có 5 cánh, nhụy vàng, cuốn dài và mọc thành chùm, đặc biệt có mùi rất thơm. Phân bố địa lý. Cây mọc ở nhiều nơi, đặc biệt là những nơi vùng đất thấp như Nam Mỹ, Trung Mỹ, các nước châu Á. Ở Việt Nam, đu đủ đực ít được trồng mà thường mọc hoang ở ven đường, rải rác trên các sườn đồi và ít thấy ở đồng bằng, chủ yếu được trồng ở những chuyên canh về dược liệu. Bộ phận dùng làm thuốc, thu hái, sơ chế và bảo quản. Bộ phận dùng làm thuốc, lá, hoa, cành và quả đều dùng làm thuốc được. Trong đó, hoa đu đủ đực là dùng phổ biến hơn cả. Thu hái, hoa được thu hái từ tháng 5 đến tháng 10. Sơ chế. Sau khi hái về cần rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn. Phơi khô, hoa tươi nên phơi trong bóng râm. Khi trời mưa có thể phơi nơi có gió hoặc sử dụng quạt. Phơi tầm 3 đến 4 ngày đến khi thấy cánh hoa và cuống hoa khô thì đem bảo quản. Cách bảo quản hoa đu đủ đực, cho hoa vào trong túi ni lông để ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát để không bị mốc, tránh mối mọt. Cách phân biệt cây đu đủ đực và đu đủ cái. Vì công dụng hoa hai loại này khác nhau nên cần biết đặc điểm nhận dạng cây đu đủ đực và đu đủ cái để tránh nhầm lẫn. Đu đủ đực có thân nhỏ hơn. Hoa thường mọc ở kẽ lá, có nhánh dài nhiều hoa và mọc theo chùm, khác với hoa đu đủ cái thường không mọc theo chùm. Quả đu đu đực bé hơn đu đủ cái và không ăn được. Rễ đu đủ đực là rễ cọc mọc sâu dưới lòng đất, khác với rễ đu đủ cái là rễ chùm, mọc lông nên cây dễ bị đổ khi có gió to. Tác dụng hoa đu đủ đực, hay còn gọi bông đu đủ đực. Đông y và y học hiện đại đều công nhận những tác dụng mà vị thuốc mang lại với sức khỏe con người. Theo Đông y, hoa đu đủ đực chữa bệnh gì? Dược liệu có vị đắng, tính bình và chủ trị với các bệnh lý sau. Viêm loét dạ dày. Viêm họng. Ho khan, ho có đờm, ho gà, ho nhiều về đêm. Khàn tiếng. Sỏi thận. Đau niệu đạo. Tiểu rắc. Hỗ trợ điều trị ung thư. Theo y học hiện đại. Để biết hoa hay còn gọi là bông đu đủ đực trị bệnh gì, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, kết quả cho thấy trong loài hoa này có các thành phần như chất đạm, carbon hydrate, beta-carotene, acid gallic, phenol, canxi, phosphor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, tannin. Với các thành phần này đã tạo nên tác dụng của dược liệu dưới đây. Hỗ trợ trị bệnh ung thư. Hoạt chất beta-carotene, phenol, acid gallic trong hoa là những chất có tác dụng chống oxy hóa, ngăn chặn, đẩy lùi sự phát triển của các tế bào ung thư. Hoạt chất alkalo và flavonoid giúp giảm triệu chứng của u phổi. Bên cạnh đó, carotene C, lycopene, isothiocan là những hoạt chất ức chế khối u rất hiệu quả, đặc biệt ung thư phổi, ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bạch cầu. Ưu điểm khi sử dụng hoa của cây đu đủ đực chữa bệnh ung thư là không gây ra tác dụng phụ, không gây độc tính, không làm cản trở hệ tuần hoàn máu.
Điều này mở ra một hy vọng lớn cho bệnh nhân ung thư, giảm thiểu được việc dùng thuốc tây, tiêm truyền hóa, xạ trị nguy hiểm và tốn kém. Bên cạnh hoa thì tác dụng của lá đu đủ đực với căn bệnh này cũng đã được ghi nhận. Điều này cũng giúp lý giải cho câu hỏi lá đu đủ đực chữa bệnh gì? Hỗ trợ trị bệnh đường tiêu hóa. Hàm lượng vitamin C, E, folate cao giúp thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, giúp trung hòa axit dư thừa trong dạ dày. Từ đó hỗ trợ điều trị các bệnh viêm ruột, ở nóng, khó tiêu, trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày. Trong dược liệu còn có men papai giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón, ngăn chặn cơn đau tim và đột quỵ. Hàm lượng beta carotene có trong hoa giúp chữa đau tim, ngăn ngừa cơn đột quỵ. Bên cạnh đó, theo đông y, hoa có công dụng bổ máu, thông huyết nên còn giúp điều hòa tim mạch, giữ cho trái tim luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Từ đó bệnh nhân sẽ kiểm soát được huyết áp, chống huyết khối, giảm được tình trạng đột quỵ diễn ra bất ngờ. Hỗ trợ chữa các bệnh đường hô hấp như ho, viêm phổi. Công dụng của hoa đu đủ đực chữa ho, viêm phổi được nhiều người biết đến. Hoa có chứa chất kháng viêm nên giúp cải thiện triệu chứng sưng đau, giảm tình trạng ho có đờm, ho khan lâu ngày, khàn giọng, viêm phổi, viêm phế quản. Điều hòa huyết áp và cholesterol. Với hàm lượng folate cao, dược liệu giúp giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, ngăn chặn sự hình thành các mảng bám xơ vữa. Do đó, hoa đu đủ được hạn chế phòng tránh được các bệnh lý về tim mạch, giúp kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Trong loài hoa này có hoạt chất giúp cải thiện nồng độ insulin trong cơ thể, từ đó nồng độ đường trong máu được cải thiện tốt hơn, ngăn ngừa các biến chứng do căn bệnh này gây ra. Giúp giảm cân. Hoa đu đủ đực có tác dụng gì với việc giảm cân? Chính là nhờ chứa hàm lượng lớn chất xơ, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vị thuốc giúp cho những người thừa cân béo vì có cảm giác ít bị đói. Nếu biết kết hợp với một chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý và khoa học thì đây sẽ là một bí quyết tuyệt vời cho nhiều chị em. Giảm các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính gây nên các bệnh mãn tính như ung thư, xơ vữa động mạch, đau đầu, mất ngủ, đau dạ dày. Việc cung cấp các vitamin A, C, E từ dược liệu hàng ngày sẽ giúp chống lại các gốc tự do, giúp cơ thể lấy lại sự cân bằng, khỏe mạnh. Hỗ trợ điều trị sỏi thận gây tiểu rắt, tiểu buốt. Theo các nghiên cứu khoa học, hoạt chất lycopene và carotene trong hoa có khả năng ngăn ngừa hình thành sỏi thận, giúp tiêu tán sỏi. Do đó, sỏi được đào thải dễ dàng ra khỏi thận qua đường bài tiết, tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt vì thế cũng được giảm thiểu. Cách chế biến hoa đu đủ đực thành món ăn chữa bệnh. Loài hoa này có thể được dùng để tạo thành các món ăn vừa ngon miệng lại rất tốt cho sức khỏe. Cách nấu hoa đu đủ đực như sau. Hoa xào tỏi. Nguyên liệu: 200g hoa đu đủ đực, 4 tép tỏi. Gia vị nêm nếm. Tiến hành: rửa sạch hoa, cho nước vào nồi luộc khoảng 30-35 phút. Chờ cho hoa nhừ rồi vớt ra rửa sạch với nước, nhằm làm giảm độ đắc chát của hoa. Tiếp vào hoa thật nát rồi trộn đều với ớt băm, cho một thìa muối, một thìa mì chín và ít hạt tiêu để ngấm trong 3 phút. Kế tiếp dùng chảo dầu phi dầu nóng, đổ hoa vào. Đảo đến khi hoa mềm, cho tỏi đã băm nhỏ trộn lên rồi tắt bếp. Nộm hoa chua ngọt. Nguyên liệu: 200g hoa đu đủ đực, 50g măng nứa, đọc khoai lang, đọc bí ngô. Tiến hành: rửa sạch hoa, luộc trong 20 phút đến khi chín, không để chín quá. Trộn hoa với măng nứa, ngọn khoai lang, ngọn bí ngô đã trần sơ với một thìa mì chín, mắm tôm, lạc rang, tiêu. Các bài thuốc từ hoa đu đủ đực. Chữa ung thư. Thành phần: 100g hoa, 2 lít nước. Cách làm: đem hoa đi phơi khô rồi sao đến khi vàng, rồi đem sắc đến khi nước cạn còn 3 chén, sau đó ta chia thuốc uống làm 3 lần trong ngày sau khi ăn để mang lại hiệu quả mỗi ngày. Chữa bệnh về đường tiêu hóa. Những thông tin trên đã cho chúng ta đã hiểu rõ hoa đu đủ đực khô có tác dụng gì với các bệnh về đường tiêu hóa. Cách thực hiện cụ thể như sau. Thành phần: 50g hoa đu đủ đực phơi khô, 800ml nước. Cách làm:
rửa sạch hoa, cho vào nồi nước sôi nấu lấy nước. Đun trong khoảng 30 phút rồi lọc lấy nước. Uống nước này sau ăn, nên dùng hàng ngày. Bài thuốc dùng hoa đu đủ được chữa dạ dày. Thành phần: 100g hoa, 2 lít nước, 200ml rượu. Cách ngâm rượu hoa đu đủ được như sau: rửa sạch hoa, phơi khô hoặc sao vàng, cho vào bình rượu. Tác dụng của hoa đu đủ được ngâm rượu chỉ có hiệu quả cao khi ngâm khoảng 1 tháng trở lên. Mỗi lần uống 2 lần, mỗi lần 30-35ml sáng và tối. Để dễ uống hơn, có thể ngâm cùng với 200ml mật ong. Bài thuốc chữa tiểu đường bằng hoa đu đủ được hấp đường phèn. Thành phần: 10-20g hoa, 3 muỗng đường phèn hoặc mật ong. Cách làm: rửa sạch hoa, cho đường phèn hoặc mật ong vào. Hấp cơm hoặc cách thủy trong 15-20 phút đến khi chín mềm. Đem hỗn hợp nghiền nát, chia làm 2-3 lần rồi uống hết trong ngày. Hoa đu đủ được trị ho có đờm, ho khan lâu ngày, viêm phổi. Thành phần: 15g hoa, 10g lá hẹ tươi, 10g hạt chanh. Cách làm: rửa nguyên liệu rồi đem giã nát rồi hòa với 20ml nước lọc, ngâm với mật ong trong 2 tuần. Trong trường hợp bị bệnh hô hấp, mỗi ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần khoảng 15-20ml. Chữa viêm phế quản bằng hoa đu đủ được cũng bằng cách làm như trên. Bài thuốc hoa đu đủ được chữa sỏi thận. Thành phần: 500g hoa, 2 lít nước. Cách làm: rửa sạch hoa, phơi khô. Rồi đem sao vàng, hạ thổ. Sau đó, mỗi ngày sắc 15g hoa cùng với 5 bát nước đến khi còn 2 bát. Uống mỗi lần 1 bát, ngày 2 lần sau bữa ăn. Sử dụng liên tục trong 10 ngày sẽ giúp bào mòn sỏi nhanh. Chữa bệnh ho gà. Cách sử dụng hoa đu đủ được để chữa bệnh ho gà như sau. Thành phần: 50g hoa, dây liêm hồ đằng 50g, 35g rau má, 20g lá xương sông, 15g hẹ. Cách làm: sắc cùng với 1,5 lít nước. Đến khi còn khoảng 500ml thì có thể thêm ít đường nếu muốn dễ uống hơn. Chi lượng thuốc thu được làm 3 phần, uống hết trong ngày. Chữa bệnh tiểu rách, đau niệu đạo. Thành phần: 40g hoa, 60g lá bạc thau, 40g đậu đen, 4g phát tiêu. Cách làm: rửa sạch nguyên liệu, thái khúc. Sắc với 1,5 lít nước đến khi còn khoảng 500ml. Lượng thuốc thu được chia làm 3 lần uống khi đói bụng, nên uống hết trong ngày. Lưu ý, kiên kỵ khi sử dụng hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực được xem là lành tính, nhưng để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả người dùng cần lưu ý một số điểm sau. Không sử dụng cho phụ nữ mang thai vì trong hoa có hoạt chất papai, ảnh hưởng đến thai nhi. Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 3 tuổi cũng không nên dùng. Không dùng cho những người có cơ thể hàn, lạnh bụng hay bị tiêu chảy. Những người có tiền sử dị ứng phấn hoa tuyệt đối không dùng. Thực phẩm cần tránh khi sử dụng dược liệu gồm rau muống, đậu xanh, cà pháo, măng chua, rượu, bia, thuốc lá. Để phát huy tác dụng tốt nhất, nên uống nước sắc hoa đu đủ được sau bữa ăn. Nhiều người thắc mắc, nên uống lá đu đủ tươi hay phơi khô và câu hỏi với hoa cũng vậy. Các chuyên gia khuyên tốt nhất nên dùng hoa, lá khô vì khi tươi dễ bị dính nhựa cây. Nhựa cây đu đủ được cho là độc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Không sử dụng hoa đu đủ được quá nhiều. Vì điều này dễ gây ra một số tác dụng không mong muốn như đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, nôn ói, buồn nôn. 6 dấu hiệu phổ biến khi thiếu vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc duy trì thị lực tốt, hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động bình thường của tim, phổi và thận. Sự thiếu hụt này có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 6 dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu vitamin A và các nguồn tự nhiên tốt nhất để đảm bảo bạn có đủ chất dinh dưỡng quan trọng này. 1. Bệnh quáng gạt, dấu hiệu đặc trưng do thiếu vitamin A. Vitamin A là thành phần chính của rhodopsin, một loại protein trong mắt giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng mờ. Một trong những dấu hiệu sớm nhất của tình trạng thiếu vitamin A là quáng gà, khó nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bóng tối. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy,
Việc bổ sung vitamin A giúp cải thiện thị lực ban đêm ở trẻ bị thiếu hụt. Cà rốt, khoai lang và các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời. Thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa quáng gà. 2. Da và tóc khô. Vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của da bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới. Sự thiếu hụt có thể dẫn đến da khô, bong vảy và tóc dễ gãy. Thiếu vitamin A có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng da như bệnh chàm, vẩy nến. Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin A, chẳng hạn như xoài, đu đủ và ớt chuông đỏ, có thể giúp duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh. 3. Nhiễm trùng thường xuyên. Vitamin A rất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của các tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào T và tế bào B, cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Sự thiếu hụt có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ của cơ thể, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Các sản phẩm từ sữa như sữa và phô mai cùng với trứng rất giàu vitamin A. 4. Vết thương lâu lành. Vitamin A rất quan trọng cho việc sửa chữa và tái tạo da. Vitamin A hỗ trợ sản xuất collagen, chất cần thiết để chữa lành vết thương. Nếu vết thương lâu lành hơn bình thường có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu vitamin A. Gan, đặc biệt là gan gà, là một trong những nguồn cung cấp vitamin A. 5. Vấn đề sinh sản. Vitamin A cũng rất quan trọng đối với sức khỏe sinh sản. Sự thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản ở cả nam và nữ. Thiếu vitamin A có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng ở nam giới và chất lượng trứng ở phụ nữ. Các loại rau lá xanh như lá cỏ cà ri là nguồn cung cấp vitamin A, những thực phẩm này có thể hỗ trợ sức khỏe sinh sản và cải thiện khả năng sinh sản. 6. Chậm tăng trưởng ở trẻ em. Trẻ bị thiếu vitamin A thường bị chậm tăng trưởng và gặp các vấn đề về phát triển. Chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển xương thích hợp. Việc bổ sung vitamin A giúp cải thiện đáng kể tốc độ tăng trưởng ở trẻ bị thiếu hụt. Các loại trái cây có màu cam và vàng như đu đủ và cam là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời. 9. Dấu hiệu trầm cảm dễ nhận biết. Nếu không phát hiện, điều trị sớm, trầm cảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và chức năng sống của người bệnh. Do đó, nắm được dấu hiệu trầm cảm để nhận biết bệnh sớm là điều hết sức cần thiết. Các dạng trầm cảm phổ biến. Trầm cảm, depression, là một chứng rối loạn tâm thần gây ra cảm giác mất hứng thú và buồn bã dai dẳng. Trầm cảm là bệnh lý cần được điều trị bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý, khác với những cảm giác tiêu cực, buồn bã, chán nản, mệt mỏi, đơn thuần mà mọi người thường trải qua trong cuộc sống. Trầm cảm được phân thành các loại sau. Rối loạn trầm cảm nặng, Major Depressive Disorder, MDD, trầm cảm nặng hay còn gọi trầm cảm lâm sàng. Người trầm cảm nặng thường xuyên buồn bã, mất hứng thú với cả hoạt động bản thân từng yêu thích, cảm thấy bản thân vô giá trị, có thể suy nghĩ về cái chết hoặc tự tử. Những triệu chứng trầm cảm nặng này thường kéo dài hơn 2 tuần. Rối loạn trầm cảm dai dẳng, Persistent Depressive Disorder, PDD, còn được gọi là chứng rối loạn nhịp tim. Triệu chứng trầm cảm dai dẳng ít nghiêm trọng hơn trầm cảm nặng nhưng có tính lan tỏa và kéo dài ít nhất 2 năm. Rối loạn lưỡng cực, Bipolar Disorder, rối loạn lưỡng cực hay còn gọi rối loạn hưng, trầm cảm. Những người bệnh rối loạn lưỡng cực có thể đột ngột hưng phấn hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm. Trong thời kỳ trầm cảm, người bệnh có thể có các biểu hiện trầm cảm như cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng hoặc thiếu năng lượng. Trầm cảm sau sinh, Postpartum Depression, PPD, có thể xảy ra trong thời gian mang thai hoặc trong một năm đầu sau khi sinh. Theo nhiều thống kê, có đến 10-20% nữ giới bị rối loạn tâm lý, trầm cảm sau sinh. Bệnh lý này nếu không can thiệp điều trị kịp thời có thể dẫn đến mất tự chủ, tự hủy hoại bản thân, thậm chí tìm cách kết thúc sinh mệnh cả mẹ và con. Rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt, Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD, loại trầm cảm này là một dạng nghiêm trọng của hội chứng tiền kinh nguyệt, ảnh hưởng đến phụ nữ trong những ngày hành kinh hoặc vài tuần trước kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng phổ biến nhất của PMDD là thay đổi tâm trạng, cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, lo lắng, chán nản.
rối loạn tâm lý theo mùa, Seasonal Affective Disorder SAD, loại trầm cảm này thường xuất hiện vào mùa thu và mùa đông. SAD xảy ra khi nhịp điệu tự nhiên của cơ thể thay đổi, sự nhạy cảm của mắt với ánh sáng hoặc khi các chất melatonin, serotonin trong cơ thể hoạt động. Những đối tượng dễ bị trầm cảm. Rối loạn trầm cảm có thể xảy ra ở mọi đối tượng, không biệt giới tính hay độ tuổi. Tuy nhiên, 18-45 tuổi là độ tuổi bị ảnh hưởng bởi rối loạn trầm cảm nhiều nhất và tỷ lệ mắc chứng trầm cảm ở phụ nữ gấp đôi nam giới. Ngoài ra, còn rất nhiều đối tượng dễ mắc rối loạn trầm cảm như người bị sang chấn tâm lý, từng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời như phá sản, bị lừa đảo mất hết tiền của, phá sản, mất người thân, con cái hư hỏng, hôn nhân đổ vỡ, áp lực công việc quá lớn. Di truyền, nguy cơ trầm cảm tăng lên nếu trong gia đình có người thân mắc bệnh này. Phụ nữ vừa sinh con, những thay đổi về hormone, vai trò trong gia đình, áp lực chăm sóc con nhỏ, mất ngủ là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ sau sinh. Học sinh, sinh viên, áp lực học tập, thi cử dồn dập, áp lực từ gia đình, thầy cô có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần những đối tượng này. Người bị tổn thương cơ thể, bị tai nạn phải cắt bỏ bộ phận cơ thể, mắc bệnh ung thư, mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Lạm dụng rượu bia, chất kích thích trong thời gian dài. Một số nghiên cứu cho thấy 21% người mắc chứng rối sử dụng chất kích thích bị trầm cảm. Tình trạng kinh tế xã hội, người gặp khó khăn về kinh tế, công việc, có địa vị xã hội thấp, thiếu các mối quan hệ xã hội, cô đơn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm. 9 dấu hiệu trầm cảm không nên bỏ qua. Dấu hiệu của bệnh trầm cảm khác nhau ở mỗi người, nhưng hầu hết sẽ có các biểu hiện sau. Cảm thấy vô vọng hoặc bất lực về cuộc sống là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, người bệnh còn có cảm thấy bản thân vô giá trị, tự ghét bản thân hoặc có cảm giác tội lỗi. Những suy nghĩ phổ biến, lặp đi lặp lại của bệnh trầm cảm có thể được phát âm như tất cả là lỗi của tôi hoặc vấn đề là gì. Mất hứng thú, trầm cảm có thể làm mất đi niềm vui, hứng thú với hầu hết mọi việc kể cả những điều bạn yêu thích. Bên cạnh đó, người bệnh còn mất hứng thú tình dục, thậm chí bất lực. Mệt mỏi, mất ngủ, trầm cảm thường đi kèm với thiếu năng lượng và cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ kéo dài, chất lượng giấc ngủ kém, ngủ không yên giấc là một trong những dấu hiệu trầm cảm chính. Lo lắng, mặc dù trầm cảm không được chứng minh là gây ra lo lắng, nhưng hai tình trạng này thường xảy ra cùng nhau. Các triệu chứng của lo lắng có thể bao gồm bồn chồn, cảm thấy căng thẳng, thiếu tập trung, cảm giác nguy hiểm, hoảng sợ hoặc sợ hãi, nhịp tim nhanh, run rẩy. Hay cáu gắt ở nam giới. Nghiên cứu cho thấy nam giới bị trầm cảm có thể có các triệu chứng như cáu kỉnh, trốn tránh, lạm dụng chất kích thích hoặc tức giận không đúng chỗ. Thay đổi cảm giác ăn uống. Một số người bị trầm cảm bị thay đổi khẩu vị, có cảm giác thèm ăn liên tục và tăng cân, nhưng cũng có người cảm thấy chán ăn và sụt cân dù không ăn kiêng. Không kiểm soát được cảm xúc. Một dấu hiệu của trầm cảm khá dễ nhận biết là cảm xúc lên xuống bất chợt, dễ kích động, khóc không kiểm soát. Suy nghĩ đến cái chết, suy nghĩ thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại về cái chết, có ý nghĩ tự tử, cố gắng tự sát hoặc tự sát. Đau nhức không rõ nguyên nhân, rối loạn trầm cảm cũng gây các vấn đề về thể chất như đau đầu, đau lưng, đau khớp. Trầm cảm nếu không được trị liệu sớm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong, do người bệnh tự làm hại bản thân hoặc tự sát. Do đó, khi thấy bản thân hoặc người thân xuất hiện dấu hiệu trầm cảm kéo dài trên 2 tuần, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm thần kinh hoặc tâm lý để sớm cải thiện bệnh. Triệu chứng trầm cảm thay đổi như thế nào theo giới tính và tuổi tác? Triệu chứng trầm cảm thường thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính như nữ giới, thường có cảm giác tội lỗi rõ rệt, ngủ nhiều, ăn nhiều và tăng cân. Nam giới khi bị trầm cảm thường không sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của bản thân hay thừa nhận cảm giác tuyệt vọng. Thay vào đó, họ có xu hướng phàn nàn về sự mệt mỏi, khó ngủ, mất hứng thú với công việc và sở thích, cáu kỉnh, lạm dụng chất kích thích. Thanh thiếu niên có cảm giác khó chịu, than phiền về cơ thể, chán học hoặc học tập sa sút, có những hành vi gây hấn, kích động,
cảm thấy bị hiểu lầm và cực kỳ nhạy cảm, là những biểu hiện của trầm cảm thường thấy ở thanh thiếu niên. Người cao tuổi, người lớn tuổi có xu hướng phàn nàn về thể chất hơn là các triệu chứng về cảm xúc. Mệt mỏi, chán ăn, khó ghi nhớ, thay đổi tính cách, suy nghĩ tự sát là những biểu hiện trầm cảm thường thấy ở người lớn tuổi. Phòng ngừa trầm cảm như thế nào? Bệnh trầm cảm là một dạng rối loạn tâm thần phức tạp, không thể xác định nguyên nhân cụ thể nhưng hoàn toàn có thể dự phòng được bằng cách thay đổi lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn cảm thấy đáng sống. Tập thể dục đều đặn, luyện tập thể dục có thể làm tăng sản xuất endorphin, hormone giúp cải thiện tâm trạng. Mục tiêu lý tưởng mà bạn cần đạt được là tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày. Ngủ đủ giấc, rối loạn giấc ngủ là một trong những yếu tố góp phần trầm cảm. Do đó, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, xây dựng một thói quen ngủ lành mạnh, ngủ đủ 7-9 tiếng một ngày, đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định. Tăng cường giao tiếp với bạn bè, dành thời gian để kết nối với bạn bè, nhất là những người có lối sống tích cực, năng lượng dồi dào. Khi được trao đổi về những điều tích cực, bạn sẽ cảm thấy hài lòng về cuộc sống, có động lực để duy trì tiếp những điều bổ ích, giúp ngăn ngừa trầm cảm. Cắt giảm thời gian trên mạng xã hội có thể gây nghiện, làm giảm việc duy trì kết nối với gia đình, bạn bè có thể gây ra hoặc góp phần vào chứng trầm cảm. Do đó, hãy chế thời gian sử dụng mạng xã hội để giúp ngăn ngừa trầm cảm. Học cách thư giãn và kiểm soát căng thẳng, đơn giản hóa cuộc sống, đón nhận và xử lý mọi việc một cách tự nhiên, thực hành chánh niệm hoặc thiền định, đọc sách, nghe nhạc để thư giãn, tránh căng thẳng. Chú ý chăm sóc bản thân, để bản thân nhếch nhác sẽ khiến bạn cảm thấy chán đời, vì vậy, hãy chú ý chăm sóc bản thân, tạo kiểu tóc mới, trang điểm, mặc những bộ đồ quần áo mình yêu thích, tham gia các hoạt động thú vị như cắm trại hoặc leo núi để trở nên yêu đời. Bổ sung dưỡng chất chăm sóc não bộ từ thiên nhiên. Để dự phòng trầm cảm, ngoài xây dựng và duy trì một lối sống khoa học, tích cực, mỗi người nên chủ động bổ sung các tinh chuyên thiên nhiên có khả năng trung hòa gốc tự do, kẻ thù của não bộ, tăng tuần hoàn máu và kết nối thần kinh là hết sức cần thiết. Nghiên cứu khoa học cho thấy, khi cơ thể lo âu, căng thẳng, rối loạn cảm xúc sẽ làm tăng sinh nhiều gốc tự do. Gốc tự do tăng sinh quá mức trong cơ thể sẽ tấn công và làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy sự hình thành mảng xơ vữa và cục huyết khối, làm giảm lưu thông máu và oxy lên não, gây đau đầu, khó ngủ, mất ngủ, suy giảm trí nhớ và đặc biệt khiến trầm cảm tăng nặng. Các nghiên cứu cũng chứng minh, hoạt chất anthocyan, pyridoxin trong blueberry được chứng minh có khả năng vượt qua hàng rào máu não, trung hòa các gốc tự do trong lòng mạch, trong khi ginkgo biloba giúp bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào não và mạch máu não khỏe mạnh. Từ đó, giúp cải thiện hiệu quả tình trạng đau đầu, mất ngủ, stress, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc. Khi những vấn đề về tâm thần, thần kinh này được kiểm soát sẽ ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả. Hãy nhớ rằng trầm cảm là bệnh lý không phải là cảm xúc vui, buồn trong cuộc sống. Vì vậy, khi có dấu hiệu trầm cảm, bạn tuyệt đối không được xem nhẹ hay bỏ mặc cơ thể mà cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần kinh để được khám, đánh giá mức độ cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Người phụ nữ bị ung thư tuyến tụy không rượu bia thuốc lá nhưng thừa nhận thường xuyên ăn món này. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân có liên quan đến việc bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy là do thiếu vận động và ăn quá nhiều sản phẩm chế biến và thịt đỏ. Một phụ nữ 50 tuổi ở Trung Quốc không hút thuốc hay uống rượu, không mắc bệnh mãn tính hay tiền sử gia đình, tuy nhiên gần đây, cô cảm thấy khó chịu và bụng luôn có cảm giác căng tức trong suốt một tháng qua. Thậm chí, cô còn đột nhiên sụt 9kg nên đã đến viện khám. Khi đi khám, kết quả nội soi dạ dày sơ bộ cho thấy dạ dày của cô vỡ nhẹ. Nhưng siêu âm và chụp cắt lớp thêm cho thấy có một cái bóng dài 4cm trên tuyến tụy của người phụ nữ, vốn bị nghi ngờ là ung thư tuyến tụy. Bác sĩ cho rằng chỉ số khối u của người phụ nữ công an 19.9 kháng nguyên carbon hydrate 19.9 đạt hơn 200, gấp 7 lần giá trị bình thường, tức tương đương với bệnh đang ở giai đoạn giữa và cuối. Vì khối u khá lớn và gần với mạch máu, nếu không thể mạo hiểm phẫu thuật,
bạn chỉ có thể sử dụng hóa trị trước, hy vọng khối u sẽ thu nhỏ lại. Về lý do tại sao người phụ nữ không hút thuốc hay uống rượu, không mắc bệnh mãn tính hay tiền sử gia đình mà vẫn mắc bệnh ung thư tuyến tụy, bác sĩ cho rằng nguyên nhân có liên quan đến việc bệnh nhân thiếu vận động và ăn quá nhiều sản phẩm chế biến và thịt đỏ. Giải thích về điều này, bác sĩ cho rằng thịt chế biến bao gồm dăm bông, thịt xông khói, thịt hộp. Vì có hương vị thơm ngon, dễ ăn nên được giới trẻ ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, nó lại có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. So với thịt tươi, để kéo dài thời hạn sử dụng của thịt chế biến, nitrit thường được thêm vào trong quá trình sản xuất. Sau khi nitrit đi vào dạ dày sẽ phản ứng với protein trong dạ dày tạo ra chất nitrosen gây ung thư, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng và các bệnh ung thư khác. Hơn nữa, hàm lượng natri trong các sản phẩm thịt chế biến sẵn tương đối cao, chế độ ăn nhiều muối có thể gây tổn thương nhất định cho niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư. Ung thư tuyến tụy là gì? Tuyến tụy là một cơ quan hình lá tạo ra các enzyme tiêu hóa và hormone như insulin. Tuyến tụy nằm ở vị trí bụng cao, gần các động mạch và tĩnh mạch chính. Ung thư tuyến tụy phát triển thầm lặng bởi nó tấn công và phát triển rất lặng lẽ, đa phần người bệnh không phát hiện sớm bệnh ngay từ giai đoạn đầu. Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì bệnh đã tới giai đoạn muộn. Ở giai đoạn này, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng như đau bụng và lưng dưới, vàng da và vàng mắt, ngứa da lòng bàn tay, bàn chân, phân lỏng, có mùi, sụt giảm cân đột ngột, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, trầm cảm. Ai có nguy cơ bị ung thư tuyến tụy? Ung thư tuyến tụy hiếm khi xảy ra trước tuổi 40, và hơn một nửa số ca ung thư biểu mô tuyến tụy xảy ra ở những người trên 70. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư tuyến tụy bao gồm hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường, và một số bệnh về gan hiếm gặp. Theo thống kê, khoảng 25% số ca mắc bệnh liên quan đến hút thuốc và 5-10% liên quan đến gen di truyền. Ung thư tuyến tụy thường được chẩn đoán bằng kết hợp hình ảnh y khoa chẳng hạn như siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính, xét nghiệm máu và kiểm tra mẫu mô. Cách phòng ngừa bệnh ung thư tụy. Theo các chuyên gia y tế, bạn có thể không ngăn ngừa ung thư tụy, nhưng có thể chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư tụy như không hút thuốc lá, hạn chế thức uống có nồng độ cồn cao, ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, giảm lượng thịt đỏ, đường, thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế tiếp xúc với các hóa chất độc hại như amian, thuốc trừ sâu, hóa dầu, cần mang đồ bảo hộ cẩn thận khi hoạt động trong môi trường hóa nhất, duy trì cân nặng phù hợp với thể trạng cơ thể, thường xuyên tập luyện thể thao phù hợp với sức khỏe. Tầm soát ung thư tụy định kỳ. Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tụy, tiền căn gia đình, đột biến gen đã biết. Trong cuộc sống, chúng ta thường vội vàng đưa ra những đánh giá, phân tích và phán xét về người khác mà không cần biết đến nguồn gốc cũng như bối cảnh mà họ đang sống. Đây là một thói quen không tốt và cần phải được loại bỏ, vì nó không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn phản ánh sự thiển cận, thiếu hiểu biết và lòng khoan dung trong chính bản thân chúng ta. Trước khi vội vàng phán xét người khác, chúng ta cần phải thận trọng tìm hiểu sâu hơn về họ, về hoàn cảnh và lý do khiến họ có những hành động, quyết định như vậy. Chỉ khi thật sự hiểu rõ người khác, chúng ta mới có thể đưa ra những nhận xét công bằng và có cơ sở. Chúng ta thường có thói quen vội vàng, thiển cận khi phán xét người khác, mà không tìm hiểu sâu về hoàn cảnh và lý do của họ. Điều này không chỉ có thể gây tổn thương, mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết và khoan dung của bản thân. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ nhận xét nào, chúng ta cần phải cẩn thận tìm hiểu thật kỹ về người khác, để có thể đưa ra những đánh giá công bằng và có cơ sở. Đừng vội phán xét người khác khi chưa biết rõ về họ. Trong cuộc sống có hàng vạn nỗi đau mà một người phải nếm trải, thống khổ nào cũng không hề dễ chịu, đôi khi nó còn làm một người trở nên thay đổi. Con sống cuộc đời không hề dễ dãi với bất cứ ai, vậy nên chúng ta đừng vội phán xét, đừng làm tổn thương thêm bất cứ ai khi chưa biết rõ về họ. Một số người rất cao tay, họ hoàn toàn không quen biết đối tượng mà họ phán xét, thậm chí cũng không hề có một người bạn chung nào cả. Ấy vậy, mà một khi nghe được câu chuyện nào đó về đối phương,
Họ thản nhiên nhận xét, bình luận một cách vô tư, như thể họ rất rành rọt về cuộc sống của người ấy. Thậm chí có người còn buông lời bất hảo mà không một giây phút nhìn lại rằng, những gì họ đang nói, đang làm là đúng hay sai, là nên hay không nên và có đáng hay không. Chúng ta thường chỉ chú trọng cảm xúc của bản thân, mà quên rằng người khác cũng cần sự quan tâm và chia sẻ. Bởi lẽ rất đơn giản, là con người ai mà không có những thăng trầm, những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời đầy rẫy những thị phi, toan tính. Đôi khi thấy một người rất hay mỉm cười, bạn có thể nghĩ rằng họ quá vô tư, không biết thế nào là tổn thương, đó là quan niệm sai lầm. Đừng thấy một người im lặng, cho qua tất cả những gì người khác xuyên tạc sự thật sau lưng họ mà nghĩ rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và nhu nhược, đó lại mà một sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng chấp nhận tha thứ trước những tổn thương mà người khác gây ra cho họ, mà nghĩ rằng họ dễ dãi, nông cạn và không suy nghĩ sâu sắc, đây lại càng sai lầm. Có những điều mà chúng ta không thể nào thấy được qua biểu hiện của một người, nó là những gì mà thời gian và sóng gió của cuộc đời để lại, phản ánh ra bên ngoài có lẽ chỉ là một chút mà thôi. Người hay mỉm cười, thường là những người đã trải qua nhiều sóng gió và biến cố. Đối với họ, đau khổ không nhất thiết phải than vãn. Đau khổ cũng không nhất thiết phải dùng nước mắt để nói rõ với thế gian rằng họ đang thống khổ như thế nào. Dông tố quá nhiều, mỉm cười cho qua là chuyện đơn giản. Nhưng có thể mỉm cười sau tất cả những đau khổ, thăng trầm ấy thì không phải ai cũng làm được. Người luôn im lặng trước những lời đàm tiếu, vu khống sai sự thật về mình, không phải là những người hèn nhát, sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận những gì người khác nói về bản thân họ là đúng. Họ lựa chọn im lặng, vì họ còn có cuộc đời riêng để sống, và có lẽ vì đã quá hiểu thế gian này lắm thị phi, lắm kẻ thích bàn tán về chuyện của người khác mà quên mất nhìn lại bản thân mình, những kẻ ấy tự tạo sóng gió cho cuộc đời của bản thân, tự vấn vào thị phi của thế nhân mà không hề hay biết. Đối với người dễ dàng tha thứ cho những ai làm tổn thương họ, đơn giản họ nghĩ rằng cuộc đời này có ai mà không phạm sai lầm, và tất nhiên ai cũng cần được tha thứ. Vậy nên, đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn của họ đối với chúng ta, để rồi một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải làm tổn thương chính bản thân mình. Nói xấu người khác không làm cho chúng ta tốt đẹp hơn lên, nó chỉ có thể chứng minh một điều, rằng đó là người có tâm địa hẹp hòi. Dùng lời nói làm tổn thương đối phương, chính là cách nhanh nhất để người ta biết nội tâm của người ấy. Đây quả là ngốc không gì sánh bằng. Vậy nên trước khi nói về ai đó, nhận xét về ai đó, chúng ta nên dừng lại suy nghĩ một chút rằng, liệu có đáng để làm như vậy hay không, rằng điều này là đúng hay sai, và nên hay không nên. Chúng ta đâu biết rằng những lúc sóng gió họ đã khổ sở như thế nào, chúng ta không nằm trong hoàn cảnh thì sẽ không bao giờ thấu hiểu, vì vậy đừng tùy tiện buông lời tổn thương. Chúng ta không thể nào đánh giá nhân phẩm một người qua lời nói của một ai đó, hoặc giả chỉ qua vài dòng chữ viết vội trên Facebook. Để thấu hiểu một người, đôi khi chúng ta phải mất thời gian rất lâu, vậy mà chỉ vài câu nói tán gẫu, vài dòng nhận xét trên mạng xã hội có thể xuyên tạc đi sự thật, bóp méo nhân cách của một người, quả thật rất đáng sợ. Con người mãi khổ, vì cứ chấp vào những gì mình muốn mà không buông đi những thứ nên phải buông. Muốn có cuộc đời yên bình trong khi luôn gây nên sóng gió, muốn có được nhưng lại không muốn mất, muốn người khác tốt với mình trong khi bản thân lại rất gai góc, v.v. Nếu như để ý, chúng ta sẽ nhận ra một quy luật vô hình, những người nói xấu và bàn tán sau lưng người khác, cuộc sống của họ không sớm cũng muộn, đều sẽ gặp đủ mọi trắc trở, thị phi. Đó là hậu quả của việc gieo nhân xấu, để rồi bản thân phải nhận lấy hết thảy. Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng, có người tốt có người không tốt, có người thích yên tĩnh, và quả thật cũng có người thích gây sóng gió, thị phi. Bạn có thể làm những gì mình thích, những gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không nên làm tổn thương người khác. Bởi vì Phật gia có giảng khẩu nghiệp và nhân quả báo ứng. Ai nói những gì, làm những gì thì đều phải chịu trách nhiệm theo sau đó.